Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Chương trình thời sự hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng kiểm tra dự án tuyến cao tốc Hà Giang - Tuyên Quang và làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Quang. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn chủ trì hội nghị đánh giá thực hiện công tác thu chi ngân sách nhà nước. Phiên họp thứ 6 của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Hội nghị giao ban công tác hội và phong trào nông dân năm 2023 của cụm thi đua số 1. Bảo tồn bản sắc kiến trúc truyền thống tại các làng văn hóa du lịch cộng đồng hiện nay. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 14 tháng 11, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, quyền Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra tiến độ dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang giai đoạn 1 tại huyện Bắc Quang, cùng đi có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo cấp ban sở ngành, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Bắc Quang. Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang giai đoạn 1 do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư, có tổng chiều dài 27,480 km, tổng mức đầu tư gần 3.200 tỷ đồng. Dự án được chia làm 3 gói thầu xây lắp. Hiện nay, các nhà thầu đang khẩn trương tổ chức thi công các hạng mục dự án. Qua kiểm tra, quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng yêu cầu Ban Quản lý và huyện Bắc Quang phải tập trung kiểm tra đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công và làm dứt điểm công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Bởi cho đến nay, huyện Bắc Quang mới bàn giao cho Ban Quản lý dự án, đơn vị thi công với tổng chiều dài trên 24 km trên 27,48 km đạt 87,5%. Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng cũng đã đến thăm, trao đổi với một số hộ gia đình thuộc diện phải giải tỏa, giải phóng mặt bằng để thi công dự án tại xã Quang Minh, huyện Bắc Quang. Đa số bà con rất đồng tình với chủ trương của nhà nước của tỉnh khi đầu tư dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang. Tuy nhiên, còn một số hộ dân chưa đồng tình với đơn giá đền bù về đất ở, đất sản xuất và vật kiến trúc trên đất. Qua trao đổi, quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng ghi nhận ý kiến của người dân và mong muốn bà con chia sẻ đồng thuận, đồng hành và tạo điều kiện tốt nhất để nhà thầu sớm có mặt bằng thi công, đảm bảo tiến độ toàn dự án. Phải tiếp thu tinh thần là nghe trực tiếp, muốn nghe trực tiếp các cô, chú, anh chị nên xin tiếp thu để mà chỉ đạo các cơ quan chuyên môn để mà tính toán cho nó hợp lý nhất. Đúng với tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là khi mà nhà nước thu hồi đất, thì cái người dân ấy mà bị thu hồi đất ấy, thì đến nơi ở mới thì ít nhất nó phải bằng hoặc là tốt hơn nơi ở cũ. Huyện Bắc Quang phải đặc biệt quan tâm và thực hiện tốt công tác đền bù giải phóng mặt bằng cho dự án cao tốc Hà Giang - Tuyên Quang giai đoạn 1. Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, quyền Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Quang trong chiều ngày 14 tháng 11 sau khi đã kiểm tra thực tế dự án này. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban sở ngành của tỉnh. 10 tháng năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Quang đã chủ động, kịp thời cụ thể hóa ban hành 12.119 văn bản để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực. Tổng số 19 chỉ tiêu chủ yếu theo nghị quyết đề ra đã có 4 chỉ tiêu đạt và vượt 100%, 5 chỉ tiêu hoàn thành từ 80% đến dưới 100%, 10 chỉ tiêu còn lại thực hiện đánh giá cuối năm. Nổi bật là kết nạp được 307 quần chúng ưu tú vào đảng. Kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được hơn 147,8 tỷ đồng, đạt 92,7%. Riêng về tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang giai đoạn 1, đến nay huyện đã chi trả 324 tỷ đồng cho 665 hộ dân bị ảnh hưởng, còn 98 hộ chưa đồng ý nhận tiền. Huyện đã bàn giao mặt bằng các đoạn tuyến cho chủ đầu tư và đơn vị thi công với tổng chiều dài hơn 25,4 km. Chủ đầu tư đã tạm ứng gần 700 tỷ cho nhà thầu thi công. Tại buổi làm việc, các đại biểu đề nghị huyện Bắc Quang ưu tiên nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đồ án quy hoạch chung, triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023, quan tâm công tác giáo dục đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ, đổi mới cách phát động và nhân rộng mô hình dân vận khéo, tăng cường tuyên truyền vận động người dân chủ động nắm tình hình và giải quyết đơn thư ngay từ cơ sở. Tăng cường quản lý nhà nước về tôn giáo, tập trung cải cách hành chính, chuyển đổi số để thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ, sắp xếp luân chuyển cán bộ trong quy hoạch đảm bảo thấu đáo, chất lượng. Về dự án cao tốc Hà Giang - Tuyên Quang, cần đẩy nhanh tiến độ các khu tái định cư cho người dân, cần xác định thêm các vị trí đổ thải nhưng phải giám sát chặt chẽ, phối hợp với chủ đầu tư rà soát, đánh giá về vật liệu xây dựng cho dự án, sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng nhưng phải đảm bảo tốt nhất lợi ích cho người dân.
Kết luận buổi làm việc, quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Quang trước hết phải nêu cao trách nhiệm gương mẫu, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Chúng ta phải xây dựng được một đội ngũ cán bộ có năng lực, trách nhiệm. Như anh Tiến nêu là đội ngũ cấp xã, chủ chốt cấp xã. Rồi quan tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số để chuẩn bị một bước cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Chúng ta phải khắc phục ngay cái tình trạng cán bộ có biểu hiện né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Tập trung thực hiện có hiệu quả xây dựng chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên, chất lượng tổ chức cơ sở đảng, cũng như năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Về phát triển kinh tế xã hội, quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng yêu cầu huyện Bắc Quang đặc biệt quan tâm thực hiện tốt công tác đền bù, bồi thường giải phóng mặt bằng cho dự án cao tốc. Tiếp tục là đẩy mạnh cái chỉnh trang đô thị, thị trấn Việt Quang, Vĩnh Tuy. Hiện nay chúng ta hai thị trấn đúng không? Đấy, để tập trung như vậy. Đồng thời là chúng ta xây dựng cái nông thôn mới theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh là hoàn thành nông thôn mới huyện Bắc Quang vào năm 2025, thì gắn với phát triển trung tâm các xã theo hướng đô thị hóa, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, thu nhập của người dân, là chúng ta tập trung lãnh đạo để giải ngân vốn đầu tư công ba chương trình mục tiêu quốc gia, nhưng phải gắn với cái chất lượng các công trình, các dự án, quan tâm tới phát triển nông lâm nghiệp trên địa bàn của huyện và thực hiện hiệu quả nghị quyết 05 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về cải tạo vườn tạp, và phải là huyện đi đầu trong thực hiện cái cải tạo vườn tạp này. Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng chỉ đạo huyện tăng cường công tác quản lý đất đai, ngăn chặn việc khai thác khoáng sản, lâm sản trái phép, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, cùng với đó là bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quan tâm an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo. Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành để giúp huyện Bắc Quang hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Sáng ngày 14 tháng 11, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị đánh giá tình hình thực hiện công tác thu chi ngân sách nhà nước, phương hướng nhiệm vụ đến hết năm 2023. Đến ngày 13 tháng 11, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt trên 1.500 tỷ đồng, đạt 68,5% kế hoạch trung ương giao, bằng 51,7% kế hoạch tỉnh giao. Ước đến cuối năm 2023, thu ngân sách nhà nước đạt 2.084 tỷ đồng, đạt 92% kế hoạch trung ương giao, bằng 69,5% kế hoạch tỉnh giao. Dự kiến có 4 trên 12 địa bàn hoàn thành dự toán thu là Bắc Quang, Hoàng Su Phì, Xí Mần, Quang Bình. 3 trên 12 địa bàn hoàn thành chỉ tiêu thu thuế, phí nhưng hụt thu tiền sử dụng đất. 5 trên 12 địa bàn không hoàn thành dự toán. Nguyên nhân chính dẫn đến số thu ngân sách nhà nước đạt thấp là do ảnh hưởng của thời tiết, các thủy điện giảm công suất, nhiều doanh nghiệp ngừng hoạt động, do thực hiện các chính sách miễn giảm, gia hạn một số loại thuế. Về chi ngân sách địa phương, đến ngày 13 tháng 11 đạt trên 15.300 tỷ đồng, bằng 63,7% kế hoạch tỉnh giao. Ước thực hiện chi ngân sách địa phương năm 2023 đạt trên 23.000 tỷ đồng, bằng 95,8% kế hoạch. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, từng sở ngành địa phương cần rà soát đánh giá lại từng khoản thu nhằm phấn đấu thực hiện hoàn thành cao nhất dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023. Sở Tài chính xem xét cấp bổ sung hỗ trợ cho các huyện hụt thu cân đối năm 2023 đối với các địa bàn có số thu cao, phấn đấu thu vượt dự toán tỉnh giao để bù đắp các sắc thuế và địa bàn hụt thu. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu các địa phương cần chỉ đạo các chủ đầu tư, các cơ quan đơn vị liên quan kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh, tập trung thi công hoàn thành khối lượng theo dự toán được duyệt để giải ngân tối đa kế hoạch vốn đầu tư công được giao, nhất là chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, ba chương trình mục tiêu quốc gia, tiếp tục quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, thủ tục hành chính, triển khai đề án 06 của Chính phủ. Chiều ngày 14 tháng 11, Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức phiên họp thứ 6 bằng hình thức trực tuyến toàn quốc nhằm đánh giá kết quả hoạt động 10 tháng năm 2023, triển khai nhiệm vụ 2 tháng cuối năm. Dự họp tại điểm cầu tỉnh Hà Giang có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành của tỉnh. 10 tháng năm 2023, Chính phủ đổi mới, quyết liệt, sát sao, cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp. Các bộ ngành đã cắt giảm, đơn giản hóa 437 thủ tục hành chính.
tỷ lệ hồ sơ được cấp, kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử của các bộ ngành đạt 26,93%, địa phương là 40,91%. Việc chuyển từ hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử của cấp bộ đạt trên 82%, địa phương đạt trên 70%. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, cơ chế chính sách pháp luật ở một số lĩnh vực còn thiếu đồng bộ, việc kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia có nơi, có lúc gây phiền hà cho người dân. Đối với tỉnh Hà Giang, đã tập trung cải thiện và nâng cao 7 bộ chỉ số về cải cách hành chính. Kết quả rà soát đánh giá tự chấm điểm cải cách hành chính năm 2023 của tỉnh ước đạt 60,03 trên 100 điểm. Kết quả chỉ số chỉ đạo điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử đạt 71,40 điểm, xếp loại khá, đứng thứ 25 trên 63 tỉnh, thành phố. Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục có các giải pháp cụ thể thiết thực và tạo đột phá mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả thực hiện cải cách hành chính, tiếp tục phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các bộ ngành địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính, đẩy mạnh triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy trình, quy định bảo đảm thực chất, hiệu quả trên cơ sở lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, nâng cao kỷ luật kỷ cương hành chính, đồng thời triển khai xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số, chuyển đổi số quốc gia theo đúng lộ trình đã phê duyệt. Ngày 14 tháng 11 tại tỉnh Hà Giang, Ban chỉ đạo cụm thi đua số 1 thuộc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức hội nghị giao ban công tác hội và phong trào nông dân năm 2023. Dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang và lãnh đạo Hội Nông dân các tỉnh trong cụm thi đua số 1. Cụm thi đua số 1 Trung ương Hội Nông dân Việt Nam gồm 8 tỉnh: Hà Giang, Lai Châu, Hòa Bình, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Phú Thọ. Năm 2023, Hội Nông dân 8 tỉnh trong cụm đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai công tác hội và phong trào nông dân đạt nhiều kết quả. Các cấp hội chú trọng hướng dẫn, vận động, hỗ trợ hội viên nông dân phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững. Kết quả 12 trên 12 chỉ tiêu của cụm thi đua đạt và vượt kế hoạch, trong đó kết nạp được trên 13.700 hội viên mới, 100% chi hội xây dựng được quỹ hoạt động, trên 230.000 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, tư vấn thành lập mới 77 hợp tác xã, 736 tổ hợp tác, thành lập trên 1.000 chi hội và trên 2.000 tổ hội nông dân nghề nghiệp. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Thị Minh Hạnh nhấn mạnh những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thời gian qua có đóng góp tích cực của các cấp hội và hội viên nông dân trong toàn tỉnh. Những ý kiến trao đổi tại hội nghị sẽ là bài học kinh nghiệm để tỉnh Hà Giang áp dụng triển khai các đề án, chính sách hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Từ đó xây dựng được nhiều mô hình kinh tế hộ, tổ hợp tác xã mang lại hiệu quả cao. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định đề nghị Hội Nông dân các tỉnh trong cụm thi đua số 1 cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, bảo vệ môi trường, phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, góp phần đồng hành cùng địa phương phát triển kinh tế xã hội. Vừa qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị khu vực 1 tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quản Bạ nhiệm kỳ 2025-2030. Qua bồi dưỡng giúp đội ngũ cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quản Bạ tiếp thu kiến thức cơ bản, vừa bổ sung, cập nhật kiến thức mới về lý luận và thực tiễn, từ đó nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phương pháp tư duy khoa học, nâng cao hiệu quả các mặt công tác. Đồng thời trên cơ sở đó tiếp tục nỗ lực phấn đấu rèn luyện, thường xuyên trau dồi tu dưỡng đạo đức cách mạng, thực sự là những tấm gương sáng về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, lề lối tác phong làm việc. Đặc biệt chủ động tích cực vận dụng sáng tạo, hiệu quả những kiến thức đã được trang bị và thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo cũng như thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại địa phương, cơ quan đơn vị, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn, chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt, cho nên phải quan tâm đến việc xây dựng chi bộ, phải làm cho chi bộ trở thành bốn tốt. Do đó, thời gian qua, Đảng bộ huyện Quản Bạ đã chú trọng thực hiện, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chi bộ thôn Na Lình, xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ có 22 đảng viên. Theo định kỳ, mỗi tháng chi bộ sinh hoạt một lần. Để buổi sinh hoạt được diễn ra dân chủ, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong đảng, Bí thư chi bộ thôn đã thông báo những nội dung của cuộc họp trên nhóm Zalo, giúp các đảng viên nghiên cứu trước tài liệu, cho ý kiến đóng góp chất lượng. Từ sự đoàn kết gương mẫu trong đảng,
việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thôn có nhiều chuyển biến. Đảng viên đi sinh hoạt đều hơn và thực hiện các cái chương trình phát triển kinh tế như và cải tạo vườn tạp thì thực hiện cái chi bộ bốn tốt đấy thì tôi cũng triển khai cho bà con trồng quả chuối thì năm nay là nhiều, được rất là nhiều. Với lại thực hiện các cái chủ trương chính sách của nhà nước thì cũng tuyên truyền cho bà con thực hiện tốt mọi đường lối chủ trương chính sách của nhà nước. Cùng với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thì chi bộ tổ 4 thị trấn Tam Sơn đã thực hiện việc nêu gương tiên phong của đảng viên. Đảng viên Chu Thống Báo là một điển hình. Ông đã sẵn sàng vì lợi ích chung hiến hơn 100 mét vuông đất để làm đường giao thông nông thôn. Riêng gia đình tôi mặc dù rất khó khăn nhưng mà tôi sẽ hy sinh một ít đất để mở để làm con đường đi lại để cho vừa thuận tiện cho gia đình và thân tôi và cho xã hội đấy, được hưởng đấy, thì coi như là để có các cái tuyến đường đấy, văn minh sạch đẹp. Đảng bộ huyện Quản Bạ có 49 tổ chức cơ sở đảng, tổng số đảng viên chính thức là 3.907 người, đảng viên dự bị là 226 người. Việc triển khai mô hình chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt đã nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại cơ sở. Các buổi sinh hoạt có những chuyên đề rõ ràng, đưa ra những nghị quyết sát với thực tế. Từ đó, việc lãnh đạo chỉ đạo đã được cụ thể, xuyên suốt, tập trung dân chủ. Tổ chức các cái buổi sinh hoạt chi bộ mẫu để cho các chi bộ còn lại có thể đến học tập và để triển khai nhân rộng ở các chi bộ. Thế còn các cái chi bộ khối cơ quan của huyện cũng tổ chức các cái tổ giám sát theo quy định 963 cũng tổ chức sinh hoạt chi bộ mẫu để mời các cái chi bộ còn lại đến tham quan học tập để nhân rộng. Do đó hiện nay thì là cái chất lượng sinh hoạt của các chi bộ được nâng lên rõ rệt. Việc thi đua xây dựng mô hình chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt đang được triển khai sôi nổi ở các chi, đảng bộ trong toàn huyện Quản Bạ. Với những cách làm hay, sáng tạo, góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong việc xây dựng, chỉnh đốn đảng, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, hàng trăm cơ sở kinh doanh đã ký cam kết tham gia kinh doanh, bày bán các sản phẩm trong nước sản xuất. Cùng với đó, các phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn được tổ chức đã góp phần đưa cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam được triển khai mạnh mẽ và tạo sự đồng thuận của người dân. Theo báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, kể từ khi triển khai cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, đến nay có trên 90% người dân trên địa bàn tỉnh đồng tình hưởng ứng ưu tiên dùng hàng Việt. Bởi chất lượng hàng Việt ngày càng tăng lên và mẫu mã được cải tiến, đáp ứng được thị hiếu người tiêu dùng. Bên cạnh đó, đã vận động gần 200 cơ sở kinh doanh ký cam kết tuân thủ về kinh doanh, trong đó có nội dung kinh doanh các hàng hóa, sản phẩm trong nước sản xuất, tổ chức hai phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn tại hai huyện Yên Minh và Vị Xuyên. Hội nông dân tỉnh kết nối tiêu thụ được trên 90 sản phẩm đặc sản của các địa phương trong tỉnh. Qua đó đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của người dân từ ưu tiên chuyển dần sang tin dùng hàng Việt. Ban chỉ đạo cuộc vận động sẽ tiếp tục là có cái sự chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành, đặc biệt là cục quản lý thị trường rồi thì sở công thương để mà tiến hành các cái cuộc kiểm tra kiểm soát các cái mặt hàng, các cái đơn vị sản xuất kinh doanh, các cái hộ kinh doanh để mà kinh doanh các cái mặt hàng nó đảm bảo chất lượng cũng đúng về mẫu mã, không gian lận thương mại để nhân dân được tiêu thụ các cái mặt hàng nó đúng chất lượng và đúng cái mẫu mã, cũng như là để nâng cao tuyên truyền cho người dân hiểu biết được chúng ta sẽ sử dụng những cái mặt hàng do Việt Nam chúng ta sản xuất. Hiện đang bước vào những tháng cuối năm, nhu cầu tiêu dùng của người dân bắt đầu tăng cao. Vì vậy, Ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Đồng thời, thực hiện các phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn và làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường. Qua đó, đưa cuộc vận động ngày càng lan tỏa và đi vào thực chất, hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 11, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã khai mạc hai lớp bồi dưỡng tiếng Anh giao tiếp chuyên ngành du lịch năm 2023 cho 80 học viên là quản lý, nhân viên các cơ sở kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch, các làng văn hóa du lịch cộng đồng, hướng dẫn viên du lịch trên địa bàn thành phố Hà Giang và huyện Bắc Mê. Tham gia lớp bồi dưỡng tiếng Anh giao tiếp, học viên sẽ được truyền đạt các kỹ năng, kiến thức cần thiết trong giao tiếp tiếng Anh cơ bản với du khách quốc tế.
việc mở các lớp bồi dưỡng tiếng Anh giao tiếp chuyên ngành du lịch trên địa bàn tỉnh là cần thiết trong thời kỳ hội nhập và phát triển, nhất là đối với những ngành nghề cần giao tiếp, tương tác nhiều với khách hàng quốc tế như du lịch, nhà hàng, khách sạn. Thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục triển khai đề án phát triển nguồn nhân lực du lịch trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, trong đó tập trung mở các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch cho cán bộ phụ trách du lịch, học viên để nâng cao trình độ, kỹ năng cũng như kinh nghiệm về nghề nghiệp du lịch. Thưa quý vị và các bạn, toàn tỉnh hiện có 131 di sản văn hóa vật thể, 446 di sản văn hóa phi vật thể, và kiến trúc là một trong những nét văn hóa đang được bảo tồn, gìn giữ, nhất là tại các làng văn hóa du lịch cộng đồng để thu hút khách du lịch. Phóng sự sau sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Hai ngôi nhà này ở thôn Lán Xì A, xã Phố Cáo, huyện Đồng Văn, tới đây sẽ được tu sửa lại để trở thành nơi đón khách du lịch. Và những ngôi nhà cổ mang dáng dấp truyền thống như thế này sẽ được bảo tồn và gìn giữ. Những người dân ở trong thôn đều hào hứng với chương trình này. Trên tuyên truyền cho người dân tất cả trong thôn thì cũng hoàn toàn nhất trí để làm cho một trở thành một cái văn hóa du lịch để phát triển kinh tế, để cho dạng nghề về vướng, để cho rất là tốt cho người dân, về người dân rất thị không khởi. Chính quyền xã cũng xác định thứ nhất là cái kiến trúc nhà của người Mông là phải giữ được, rồi là các cái hộ dân mà xây mới thì là cho dù cái vật chất liệu khác nhưng mà chúng tôi cũng xác định là sau khi xây xong thì là sẽ sơn màu thành giả đất để nó giữ lại được cái kiến trúc truyền thống của người Mông. Để xây dựng làng văn hóa du lịch thì những kiến trúc cổ phải được giữ gìn. Hiện nay toàn tỉnh đang xây dựng 16 làng văn hóa du lịch cộng đồng mang dấu ấn riêng. Các nét văn hóa về kiến trúc, trang phục sẽ được giữ gìn để phát triển. Trong đề án 01 nó có rất nhiều nội dung, trong đó có nội dung liên quan đến hỗ trợ, ví dụ như là khuyến khích lập mái ngói âm dương, hay là khuyến khích người đồng bào dân tộc Tày thì lập lá cọ, thế và chỉnh trang nhà cửa thì có cái chính sách hỗ trợ, thế và xây dựng một số cái công trình phụ thì cũng phải có cái thiết kế định hình. Đề án 501 về bảo tồn văn hóa truyền thống và nâng cao chất lượng dịch vụ tại các làng văn hóa du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 được thực hiện ở 16 làng văn hóa. Những làng văn hóa này sẽ được đầu tư hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo phù hợp với thực tế. Hà Giang mình là vẫn được giữ về bản sắc dân tộc và tiếng nói cùng với trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc ít người. Đây là một cái là cố giữ. Văn hóa đang được bảo tồn và gìn giữ phát triển. Văn hóa đã góp phần tạo ra giá trị để phát triển du lịch, phát triển kinh tế. Việc bảo tồn những giá trị văn hóa vẫn đang được tiếp tục thực hiện. Những nghị quyết chỉ thị đang được các địa phương tích cực thực hiện để bảo tồn, giữ gìn, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 11 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành quyết định số 3437 về việc công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nghề thủ công truyền thống, nghề làm nón lá hai mê của người Tày, xã Xuân Giang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang. Đồng thời giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp nơi có di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nghề thủ công truyền thống, nghề làm nón lá hai mê của người Tày trong phạm vi và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa. Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày mùng 10 và ngày 11 tháng 11 vừa qua tại huyện Hà Khẩu, Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã diễn ra chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật quốc tế do phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Hà Giang phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn mậu dịch quốc tế Thiên Thiện Đại Liên chi nhánh Hà Khẩu tổ chức. Đây là chương trình mở đầu cho sự hợp tác trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giữa phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Hà Giang với đối tác Trung Quốc, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giao lưu văn hóa giữa hai nước. Đoàn đại biểu là sinh viên của phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Hà Giang tham gia sự kiện giao lưu văn hóa các dân tộc tại huyện Hà Khẩu, Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Đây là sân chơi nghệ thuật và là dịp để thúc đẩy quan hệ, giao lưu văn hóa, tăng cường đoàn kết giữa sinh viên của hai địa phương. Thầy cô giáo, bên đoàn nghệ thuật sau này sẽ có thể cùng nhau giao lưu, học hỏi văn hóa, truyền thống, làm sao để hai phía hai nước sẽ tạo được những cái mối quan hệ
tốt đẹp và bền vững. Các bạn sinh viên đến với Hà Khẩu với một tinh thần rất là nhiệt tình, hào hứng và khí thế, mang cái bản sắc văn hóa của Hà Giang đến với bạn bè quốc tế. Và chúng tôi rất là hy vọng thông qua những chuyến, đây là chuyến giao lưu đầu tiên và sẽ sau này sẽ có nhiều chuyến giao lưu hơn nữa. Tham gia chương trình, các bạn sinh viên phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Hà Giang đã trình diễn nhiều tiết mục đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc như các điệu múa của người Dao, lễ cúng của người Lô Lô, hát then đàn tính của đồng bào Tày. Qua đó tạo sự lan tỏa lớn, được đánh giá cao và để lại nhiều ấn tượng đậm nét đối với các bạn sinh viên người dân Trung Quốc. Chương trình rất là ý nghĩa vì có rất nhiều dân tộc hội tụ lại với nhau để biểu diễn những các tiết mục văn hóa đặc sắc truyền thống của dân tộc ạ, và em cảm thấy rất vui và tự hào ạ. Em mong muốn là trong thời gian tới thì mọi người trong trường mình sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động giao lưu giữa các nước khu vực bạn ạ, để mình có thể là gắn kết tình đoàn kết giữa các nước ạ. Qua chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật đã góp phần tạo nên sự đoàn kết, gắn bó, hiểu biết về văn hóa giữa hai địa phương, hai đất nước, đồng thời đề cao vị trí, vai trò của thế hệ trẻ trong tiến trình hội nhập quốc tế một cách toàn diện, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang hôm nay xin được kết thúc tại đây. Để xem lại chương trình, quý vị và các bạn có thể truy cập vào địa chỉ website hasangtv.vn hoặc trên kênh YouTube Hà Giang TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi.